Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sầu Nguyên Hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo của series Nhân chứng sống Với câu chuyện của chú người kể chuyện kể lại Câu chuyện thì xảy ra cách đây vài năm Trên đường đi công việc, tôi có ghé lại khu vực đèo Bích Nìn Nói tới đèo này thì chắc nhiều anh em cựu binh ca chắc còn nhớ Đi từ cảng Sihanouk theo hướng Kampong Se Rẽ trái là đi thủ đô Nôm Penh Đi thẳng chừng 450 cây là tới đèo Bích Ninh. Đèo này thuộc dãy Tượng Lăng, núi đất, qua thung lũng giáp với cao nguyên Poco Tà Lơn. Những năm còn đạn bom, nơi này khá khét với vô số trận đánh lớn nhỏ đủ cả. Tôi thì không được tham chiến lúc căng nhất, nhưng được tham dự truy quét sau 88 ở đây. Tôi nhớ và muốn rẽ qua nơi này vì có một câu chuyện lạ lùng xảy ra ở đây. Tuy tôi không được chứng kiến tận mắt khi nó xảy ra, nhưng được gặp gần như hầu hết những người trong cuộc. Chuyện thế này: vào tầm năm cuối thập niên 80. Khu vực chân và lưng đèo có rất nhiều rừng dầu Có một phum gì đó tôi quên tên Vì nó khá nhỏ Ở phum đó có một gia đình đặc biệt Gia đình đó có mấy người con Trong đó có một người con gái Tôi nghe nói lại là khá đẹp Nhà đó thì kén rể Theo phong tục của Campuchia và vài nơi ở Lào Thì họ kén rể Trước khi lấy vợ thì người đàn ông phải tới nhà cô gái ở trước 3 năm Cưới xong rồi mới ở thêm 3 năm nữa Rồi mới được phép ở riêng nếu có nhu cầu và khi đó người con rể sẽ được cha mẹ vợ Chia cho một mớ gia tài Cho 6 năm lao động không công ở nhà vợ Nhà cô gái kia cũng kén rể Chàng trai đang ở rể Thì bị Pol Pot bắt đến lính Rồi gia đình đó bị dồn vào công xã Khmer Đỏ Phía thung lũng Poco Thế rồi Pol Pot bị đánh tan tác chạy vào rừng Anh con rể nhà kia tan hàng chạy về nhà vợ Thế rồi anh này lên cơn điên dùng rìu Ai tưởng qua Campuchia sẽ biết cây rìu của họ Lưỡi dài cong cong có thể cạo được cả lông chân lông tay Thế là chặt đầu luôn vợ và hai đứa con Thực ra khi bị bắt lính thì đám cưới còn chưa xảy ra Nhưng khi anh ta vào lính thì ở nhà gia đình vợ bị dồn vào công xã Trong đó ăn ca bắt làm đám cưới Tôi từng nghe những tên lính Pol Pot bị bắt kể lại những đám cưới như thế này Thực chất là những cô gái bị hãm hiếp chán chê Rồi lũ ăn ca mới tổ chức cưới xin cho có vẻ nhân văn và những thằng ăn ca chỉ định ai được lấy ai Người kia phải làm theo Có đám cưới Những thằng bốt oát con mười mấy tuổi Phải lấy những mê ma bà quá Có khi bằng tuổi bà của chúng Những mê mai con mua Tức là gái quá một con Trẻ đẹp hơn chút Thì sẽ cho những thằng lính lác ưu tiên Những cô gái trẻ có nhan sắc Thì bọn sĩ quan sẽ lấy làm vợ Trừ những cô đã bị vầy vò nát Bởi cái lũ mọi đó Cô gái kia may mắn hơn một chút Khi lọt vào mắt của một thằng ăn ca Thằng này cưới cô gái và trong 3 năm cô sinh ra hai đứa con Thế rồi Pol Pot rút chạy Do bị úp bất ngờ Nên thằng sĩ quan kia không kịp lôi theo cô và hai đứa con nhỏ chạy theo nó Do gần nhà nên cô dắt hai con cùng cha mẹ Với hai ba chị em chạy về nhà cũ Do cô này là vợ thằng sĩ quan Nên gia đình không bị giết nhiều Chỉ có em trai cô phải đi lính post Sau rơi vào tay tôi Anh ta chính là người kể cho tôi tưởng tận câu chuyện này Thế thì anh rể hụt kia trở về nổi cơn ghen Chặt đầu cả ba mẹ con bất hạnh Rồi anh ta nổ liệu đạn tự vẫn ngay giữa đường Oan mạng theo vài ba người dân nhiều chuyện đứng coi hòng bữa Câu chuyện đau thương tưởng chừng khép lại sau đó Nhưng nó chưa hẳn đã xong Bởi sau đó có quá nhiều chuyện ly kỳ về những hồn ma của gia đình đó quấy đảo Ở Campuchia thì có rất nhiều câu chuyện quái đản về đề tài ma quỷ Tôi nghe nhiều như cơm ăn hàng ngày Vì gần như là hang hốc xó xỉnh mừng rãnh ao hồ cầu cống chỗ nào cũng có xác người chết vì chiến tranh vì đói khát và nhiều nhất là từ chế độ khát máu mọi dợ khơ me đỏ gây ra năm 90 lần đầu tiên tôi qua nơi đó súng vẫn nổ trên đất nước này từng vùng có khi chỉ cách nhau một huyện hay một tỉnh bên kia bom đạn ầm ầm bên này dân ngồi vảnh râu nhậu nhẹt cờ bạc coi như không có gì xảy ra tới ngôi nhà đó thì chỉ là tình cờ vì người em trai cô gái đó sau khi ra hàng đã theo chính quyền mới vào lính Một lần nữa cầm súng như lần này là để tiêu diệt kẻ thù của dân tộc Đó là Pol Pot Khmer Đỏ Thế thì ngôi nhà đó là một ngôi nhà sàn lợp tôn Được dựng lại vì ngôi nhà cũ đã bị cháy nhăm nhở Cột kèo nhiều cây còn đen thui Phum khá đông nhà và dân ở Trước mặt thì là con đường vào Phum Có hai cái hồ nước khá đẹp do người dân đắp bờ chữ nước Những hàng rào cây ô rô và nhiều cây thốt nốt Phía ngoài phun sát quốc lộ 4 thì là rừng cây dầu Ở đây có rất nhiều cây dầu rất to Thẳng tắp cao tới 20 mét sừng sững Khi ở cái ngôi nhà mấy ngày thì tôi không thấy có điều gì lạ lắm Nhưng hai người anh em ở trước tôi mấy ngày Thì có thì thầm kể về những câu chuyện họ thấy khi đêm xuống Cạnh ngôi nhà thì là nền nhà cũ Nơi vụ án thương tâm khi xảy ra Phía bên trái nền nhà thì là cái giếng to Giếng đây thì dân cam đào cũng lạ Có bậc thang đi xuống để mồ khô Họ đi theo bậc đó xuống lấy nước Nên cái giếng rất to Bình thường nước vẫn trong nhưng không ai ăn nước ở đó Vì trước kia bọn lính Pol Pot đập chết cả dân Ném xuống đó Anh con rể cũng chặt đầu chị kia cùng các con ném xuống đấy Chỉ có chúng tôi tắm ở đó Vì đi vào cái giếng phía trong phum hơi xa Bao năm rồi Mùi nước vẫn nồng nồng tanh tanh Chúng tôi từng phải ăn và uống nước Ở những cái khe hay giếng như thế ở vài nơi Có lần còn phải vớt xương người ở dưới lên vừa phải đào xuống mới có nước nhắm mắt nhắm mũi uống thứ nước như mùi nước cống trong đêm không uống thì sẽ chết vì khát cho nước vào gói cơm sấy nó đen xì như than ngang ngang nhợn nhợn chứ không ăn nổi nằm cạnh đống xác hay xương ngủ không thấy ghê nhưng ăn thứ nước đó thì quả thật là rất kinh khủng nếu không uống thì chết lúc đó nước quý hơn máu nên phải uống thôi có lần giữa trưa nắng hai cậu đến trước ra múc nước lên tắm thành giếng một lối đi lên khá dậm khi họ xách thùng nước lên Một cậu bị tay ngã Bổ chừng lộn ngược nhào xuống nước Cậu kia khó khăn lắm mới lôi lên được Cảm giác như có thứ gì đó kéo ghi lại Đấy là lời của cậu ấy Do căn nhà anh bạn kia thì là dân quân Nên lực lượng địa phương hay ghé vào mỗi đêm đi tuần tra Tôi nghe những người đó kể lại rằng Bây giờ đỡ nhiều rồi Ngày trước ghê lắm Những nhà xung quanh không dám ở gần ngôi nhà này Họ phải chuyển vào phía trong phum Anh Pai trước nhà ngay sát bên kể lại buổi chiều tối nhà ngồi ăn cơm lúc đó chưa khôi phục xong đường điện nên dùng đèn đất đèn nhưng là rất sáng khi cả nhà ngồi vào ăn thì chợt cảm thấy rất chật trội chen trúc vợ anh thét lên vì sợ hãi khi ngoài ba đứa con anh một người chị gái bị mất một cánh tay thì xung quanh có thêm tới ba bốn cái bóng đen xì như những cột khói là những hình người nhưng họ không có đầu cứ ngoe ngoẻ lắc lư như những con sâu và thò tay vào mâm bốc cơm người campuchia thì vốn hay ăn bốc như vậy Lúc đấy phía ngoài sân còn có vài bóng đen nữa Ngồi như những bụi cây mọc lên trên nền sân Nhiều khi đi tuần ban đêm Nghe lạch bạch ở đằng sau Quay lại thấy cả một đoàn đen xì vật vờ trên đường Dưới ánh trăng sáng nhìn rõ một một Là những cái bóng đen rách dưới tả tơi Thiếu chân mất tay Hoặc bò như rắn ở dưới đất Anh em hoảng sợ tới cứng cả chân không thể kêu hay chạy được Phía bờ hồ nước trước mặt ngôi nhà Có một cái chạm bơm nước Đó là một căn nhà xây không có cửa máy móc đã hư hỏng nên không còn chạy Người dân thì ít dám bén mảng lên đó Một hôm, buổi chiều trời âm u như muốn mưa Tôi lấy chiếc cần câu lần mò lên trạm bơm Vì nghe anh em nói ở đó nhiều cá Tôi không vào trạm bơm mà chỉ đi ngang qua để lên bờ đập Rồi xuống phía dưới Tôi chợt thoáng thấy phía trong Như có ai đang ngồi khoanh chân Tôi gọi Ê, làm gì vậy? Tôi gọi bằng tiếng Việt Vì biết lính Việt mới ngồi khoanh chân kiểu đấy người campuchia có nhiều điều cấm kỵ tế nhị như ngồi khoanh chân hay là xoa đầu người khác nhất là cái tụi con nít vì theo phong tục của họ thì chỉ những nhà sư mới được phép làm như vậy tôi hỏi hai lần vẫn thấy im ru tôi vòng quay trở lại bước vào trong trạm bơm thì không thấy ai ở trong đó cả ba bề bốn bên trống hoắc có ai thì họ trốn đâu được loanh quanh một lúc thì tôi quay về không đi câu nữa vì trời bắt đầu mưa đêm đó một dân quân và anh bạn tới trước tôi có kể lại ở cái trạm bơm đó khá lạ lùng Trước đây khi còn chiến tranh Nơi đó có khá nhiều lính post và lính Việt đã chết Vì tranh giành chốt dự điểm Không riêng anh dân quân mà dân phum Nhiều người kể Thỉnh thoảng đêm trăng vẫn thấy họ ẩn hiện Gào chô trô hay là sung phong Nhiều bóng đen ôm nhau lăn lông lốc Xuống phía dưới sườn dốc đập nước Nhiều chuyện nhưng ghê rợn nhất Vẫn là chuyện về hồn ma ba mẹ con mất đầu Họ thỉnh thoảng vẫn nhảy múa Ở cái nền nhà cũ Trên thành dưới nước hoặc ngay trước sân ngôi nhà mới mà tôi đang ở có lần người dân phum thấy ba mẹ con lần mò dắt nhau đi trên con đường mỗi người đều ôm lấy một cái đầu ở trước ngực có hôm thì họ đi giữa cơn mưa buổi chiều đi trong mưa nhưng không ai bị ướt cả đó là những năm trước còn vừa rồi tôi quay lại đó thì mọi thứ đã thay đổi ngay cả anh bạn đó giờ anh là thum rin tức là thầy pháp thầy cúng hoặc là thầy bói gì đó một sự thay đổi bất ngờ và lạ lùng với tôi Ngồi nói chuyện cùng với anh Anh tên Rin Tâm sự khá nhiều điều Mà khiến cho tôi phân vân Không biết là có nên kể hay không Không hẳn là hoang đường hay khó kiểm chứng Mà là điều tế nhị trong nghề nghiệp Của những người làm nghề bói toán, cung bái, ngoại cảm Những công việc mang hơi hướng tâm linh Nếu như những gì tôi kể lại có đụng chạm Hay thiếu căn cứ, hồ đồ Xin mọi người thông cảm vì tôi chỉ là kẻ ngoại đạo Chỉ kể lại những tâm sự Của một người làm thầy thôi anh Jin tâm sự với tôi thế này, anh đến với công việc này như kiểu một duyên nợ sắp đặt bí ẩn, từ trước tới giờ chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm thầy. Sau khóa tu, người Campuchia có luật giống người Lào là đi tu, người đàn ông trong đời phải đi tu một lần, phần đa họ đi khi trẻ tuổi, có người đi khi trung niên hoặc lúc già, không bắt buộc thời điểm, mỗi lần là 6 tháng. Sau cái khóa đấy, anh bỗng thấy có nhiều điều khác lạ, như khó khăn hơn trong cuộc sống trần tục. Có rất nhiều việc xảy tới như tai nạn ốm đau liên miên Cứ ăn đồ mặn là ói hay đi ngoài suốt Hoặc mất ngủ kéo dài Những việc đó xảy ra Như muốn ngăn cản anh quay về cuộc sống bình thường Anh mới quyết định đi theo con đường tu hành Lạ lùng là khi đi khất thực Người tu hành phải đầu trần chân, chân đất bê bình bát đi khất thực Từ lúc mặt trời mọc Tới khi mặt trời lặn phải quay về chùa Bất luận là mưa hay nắng Và đồ bố thí cái gì Thì phải ăn cái đó họ không được phép nhận tiền hay đồ ăn sống người campuchia cũng không bố thí tiền hay đồ sống có khi là đồ mặn nhưng ở chùa anh ăn thì lại không sao cả nhiều điều đặc biệt xảy ra với anh là bỗng dưng anh cảm nhận và đôi lúc anh nhìn thấy lờ mờ hình bóng của cõi âm tôi thì không có ý định thử anh mà hỏi anh vài điều về tâm linh của chính tôi lạ thay là anh nói rất chính xác tới nổ cả gai ốc thậm chí những điều mà tôi phải tìm hiểu lại mới biết là có xảy ra anh có thể giao tiếp được với cái cõi đó Theo anh nói Thầy bói thực sự giỏi Có khả năng thì 100 người Chỉ có 4-5 người là có năng lực thực sự Những người giỏi xem theo kiểu ngẫu hứng Và không nhận tiền Có thì họ chỉ nhận một chút để cúng tổ Phần đa là nói dựa Buôn thần bán thánh lừa gạt bà tánh Người giỏi không mở phủ Điện xem bói lấy tiền Và những người có năng lực này Thường có cuộc sống rất khó khăn Nhưng người ta thường nói là để lộ thiên cơ Nên phải gánh nghiệp tuy nhiên họ không bị tuyệt đường không bị đói khát những người có năng lực bí ẩn mà người ta hay gọi là ngoại cảm thì khác hơn một chút họ có thể rất giỏi khi xác định mộ phần hoặc hài cốt thậm chí rõ ràng dù họ chưa từng tới nơi đó hay là sống cái thời đấy họ như một người trung gian giữa hai cõi âm dương và như có nhiệm vụ đó nhưng họ không có khả năng xem bói hậu vận và tương lai nếu họ làm việc bằng tâm thì khả năng đó kéo dài nhưng nếu tâm mà tà thì khả năng đó sẽ biến mất rất nhanh Tôi nghĩ có thể như người ta nói Trẻ em có khả năng nhìn thấy hồn ma cũng tựa tựa như vậy Lúc chúng còn nhỏ còn trong sáng chưa bị vấy bụi trần Thì con mắt thứ ba còn mở cho phép chúng điều đó Nhưng khi đã nhiễm trần rồi thì con mắt đóng lại tránh cho chúng điều gì đó chăng Tôi có quen một vài nhà ngoại cảm Và tôi công nhận điều khó hiểu đó là đúng Khi họ toàn tâm làm việc thiện thì họ rất chính xác Nhưng khi có sự vụ lợi thì khả năng đó biến mất ngay hoặc mờ dần Khiến cho họ không còn thấy được điều gì nữa Còn cái chuyện gọi hồn hay trục vong Thì 10 phần giả chín Khi gọi hồn về Đàn ông giọng đàn ông Đàn bà giọng đàn bà Vùng miền rõ ràng Âm điệu hay thói quen khi nói lúc sống y chang Người nhà nhắm mắt lại Cảm giác như đang nói về chính người nhà đã mất của mình Điều này thì tôi thấy đúng Khi chứng kiến một đứa trẻ Ở sâu trong đầm rơi Cà Mau Một liệt sĩ chống Mỹ người Bắc Đã nhập vào đứa trẻ Giọng Bắc ồm ồm rõ ràng, ông hút thuốc và uống rượu như bình thường, dù đứa trẻ mới 9 tuổi ở cái vùng sông nước rất sâu và chưa một lần đặt chân ra miền Bắc. Thậm chí cả cha mẹ nó cũng không đi bộ đội và chưa bao giờ ra Bắc. Xung quanh cũng không có ai là bộ đội để có thể trò chuyện mà cho là đứa trẻ đó nghe thấy và nói dựa theo. Giọng nói của hồn thì nghe zin zít như rất cố gắng, người co giật, mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm hoặc trợn trắng, tay chân thì run bẩn bật, chứ không sang sảng rõ ràng. Nhờ nhiều trang facebook thường đăng tải Không có chuyện trục vong quỷ nghìn tuổi Đó là nói láo Nếu là vong đúng nhập Thì đó là vong nói dối, nói láo Nghe có vẻ mắc cười Nhưng anh Jin giải thích rằng Vong cũng như người, cũng nổ để dọa thầy pháp yếu Quỷ thì là một khái niệm rất bí ẩn Tôi lò mỏ tới gần 40 năm trời Lặn lội khắp nơi ngõ Hầu như muốn tìm hiểu đó là thứ gì Nhưng nói thật lòng Chưa thấy có sự giải thích nào nghe hợp lý cả nhiều thầy rất giỏi ẩn thân ở những nơi xa xôi cũng nói thẳng là họ cũng không biết. Thầy giỏi không ngại nói thật điều đó. Thậm chí một thầy pháp luyện và dùng thứ bùa cực mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong hệ phái này, là bùa Ngũ Quái cũng nói là họ không hiểu thật sự quỷ là gì, hình thành từ gì. Xin nói thêm một chút về cái bùa Ngũ Quái. Theo những cao nhân thực thụ ẩn thân luyện bùa thì Ngũ Quái là một thứ bùa gần như vô song. Thiên linh thì dùng yếu tố là nhân để luyện pháp, chú còn ngũ quái dùng yếu tố yêu, tà, tinh Ngũ là đại diện cho ngũ hành Đó là những loại yêu sinh ra từ cây, từ đá, từ lửa, từ sông Những loại yêu tinh tà này không phải là giống khái niệm vong của người Tôi nghe nói Cao Biển là người luyện bùa này Và bùa này có khả năng như kiểu hô mưa gọi gió Theo như truyền thuyết nói, không biết có đúng hay không Quay lại vấn đề quỷ Quỷ nhập là có thật Tôi đã thấy tận mắt Quỷ không nói tiếng như người chỉ gầm gừ và hét đinh tai nhức óc Mắt long sòng sọc Vai nhô lên, cổ rụt sâu Tay co lại, dáng người rất quái đản Ăn thịt sống, uống máu hay là nước lã Tiếng gầm, ồm ồm như tiếng hổ gầm trong hang Nhảy hay dướn lên nhìn rất ghê Và quỷ rất ít khi nhập vào người Quỷ thường ở xa con người Những nơi thâm sơn cùng cốc, khe đá hang sâu Hoặc rừng rú Các cụ xưa nói rừng nào có quỷ ngự Đến hổ còn không dám sống Tôi thì không biết là có đúng hay không và thiên địch của quỷ thì là sấm sét, trời âm u hay quang đáng, sét bất chợt giáng xuống một cây to mọc, có khi chỗ không đông dân, có khi là chỗ đông dân, khiến cho cây tơ tước và chết. Đó là diệt quỷ khi ở gần con người. Các thầy còn nói một điều khá trùng lập, là ngày xưa quỷ nhiều, nhưng chiến tranh bom đạn nổ nên quỷ ít đi. Còn quỷ là gì thì nói thật là tôi chưa thấy giải đáp nào thỏa đáng. Dù gần như gặp thầy nào tôi cũng hỏi câu đó, xin các thầy thứ lỗi là vì chỉ sự tò mò của cá nhân Chứ tuyệt nhiên không có ý bỡn cợt gì các thầy Tôi thì rất nghiêm túc trong những đề tài thuộc tâm linh Chỉ cảm thấy hợp lý thì mới dám kể Còn về vong Cũng như nhiều thầy có tâm nói Vong không đáng sợ Bản thân tôi cũng thấy vậy Tôi chưa bao giờ sợ hãi khái niệm này Vì vong không thể làm gì người trực tiếp như quỷ Quỷ có thể khiến cho con người sợ tới vỡ mật mà chết Còn vong thì chỉ lờn vờn ẩn hiện Chiêu cho con người Cần sự giúp đỡ hoặc là còn oán thán vương vấn gì đó ở nơi trần thế họ khiến cho người yếu vía hoảng sợ hoang mang mất tập trung bất an sinh bệnh hoặc thần kinh cũng có những trường hợp vong người ta hay gọi là vong dữ cố tình hại người đó thường là những vong đường chợ sông hồ mà dân gian gọi là cô hồn vong thường có hình hài mờ nhạt đen hoặc lờ mờ trắng đục như chiếc áo choàng ở phía đầu hoặc là tay chân đen xì không rõ ràng chứ không phải là tóc xõa răng nanh miệng máu xin hỏi không biết các cao nhân có thấy tôi nói đúng hay không Tôi thì chỉ tiếc rằng Những nơi tôi đi qua Những năm tháng đó không có những phương tiện ghi hình hiện đại như bây giờ Nếu có tôi chắc chắn có thể chụp Hoặc quay lại được một chút hình ảnh lạ lùng đó Bây giờ phương tiện hiện đại có Thì những nơi đó lại không còn hoang vắng Hoặc không thể tìm lại địa chỉ Hoặc có quay lại thì cũng không còn Tôi vẫn luôn mang theo người những thiết bị hiện đại Với ý nghĩ cố gắng chụp được cái đó cho mọi người xem nhưng có nơi đặt máy quay thì không được Mắt thì vẫn thấy ẩn hiện tờ mờ Thoáng qua rất nhanh Đó là một vài câu chuyện vụn vặt Nghe hơi bác nổi trỏ Kể lại cho mọi người nghe chơi Có gì không đúng Xin mọi người thử lỗi Một câu chuyện khác Thì liên quan tới Kỳ Nam Trong một lần ở Lào Tôi có gặp lại một số người bạn cũ Trong đó có anh Heng Người đã có tới gần 15 năm chưa gặp lại Đấy là một con người rất đặc biệt Từ hình hài cho tới số phận Cha anh người Ấn Độ Nên anh thừa hưởng từ cụ bộ dâu que nón rất dày Dài tới ngang ngực Và vút nhọn vảnh lên Giống như kiểu là chiếc lễ cày vậy Cặp lông mày rậm đen Dài như che kín đôi mắt Đôi mắt đặc trưng của người Trung Đông Đen sâu thăm thẳm và xa lạ Anh Heng thì từng là cựu lính Pol Pot sau bỏ ngũ đi cướp bóc dọc biên giới Thái Cam những năm 80-90 Rồi anh chuyển qua buôn lậu cổ vật và trầm hương Tôi và anh thì có giao lưu súng đạn với nhau hai lần Kết quả là anh em tôi không sao Còn anh thì mất hai ngón tay Và bị tôi tóm sống trong một dãy trồng cam ở Ampia Dưới chân dãy Đăng Rách hướng Samrong Anh Heng cùng với hai anh em nữa Cha mẹ và nhiều anh người anh em của anh Heng đều đã mất trong chế độ Khmer Đỏ anh chỉ còn hai cô em gái hiện buôn bán ô tô ở Viêng Chăn và anh Heng cũng sinh sống tại đó cùng với gia đình. Anh mua đất rừng ở Phon Hong gần Viêng Chăn để mở trang trại trồng gió bầu, tức là cây trầm hương. Cuộc đời anh Heng thì chìm nổi, lênh đênh và nhiều kỳ lạ. Gia đình anh bị Khmer Đỏ giết gần hết. Anh thì bị chúng bắt đi lính và trong một lần đi gác những người dân trong trại tập trung đi lao động. Anh đã xách súng bỏ trốn vì thấy quá kinh sợ với cái chế độ khơ mê. Anh lẩn trốn trong những cánh rừng già dọc biên giới Thái Cam Rồi ra đường biên lập một nhóm toàn đảo binh đi cướp bóc Sau khi Khmer Đỏ bị đánh tung tóe chạy Thì anh lại vào Sereka Thường gọi là bọn Para Lính nhảy dù, oai lắm Một lực lượng thứ ba trong cuộc chiến Khmer Đỏ Lũ này được Thái Lan nuôi và CIA dạy Tuy màu mè hầm hố như thủy quân lục túi của Mỹ Nhưng bất tài và nhát như cái có lần mình tôi lùa năm thằng chạy tụt cả giày, rớt cả súng Đánh nhau thì thua lính Việt nhưng chạy nhanh hơn Thời gian sau, chán para, anh lại bỏ đi cướp bóc và rủ thêm chiến hữu Mang nguyên quân phục vũ khí vào rừng lập lương sơn bả Và đụng phải bọn tôi rồi bị tôi túm sống với một ba lô tiền vàng, ngọc Phải cỡ tới hơn chục kg Kiến thức về sinh tồn, cổ vật, trầm hương và buôn lậu của anh Như một cái kho thật sự qua bao năm tháng lăn lóc trong giang hồ tích lũy được, thế tôi than phiền và thắc mắc chuyện lạ là tôi có một chuỗi hạt trầm hương do một anh bạn lào tặng lại, hạt nhỏ như hạt ngô và thỉnh thoảng tôi lôi ra đeo chơi, nhưng rất lạ là chỉ đeo được tay phải, cứ đeo tay trái là cổ tay sưng vù, ngứa điên loạn. Anh ngồi vuốt dâu trầm ngâm rồi bảo: một là sợi dây đó đã bị sen, tức là yểm bồi chú; hai thì đấy là trầm giả tôi ra xe lục tìm sợi dây mang vào cho anh xem chưa cần cầm chỉ nhìn anh đã phán ngay là hàng giả theo lời anh heng trên thị trường có tới mấy chục phần trăm là trầm giả đó vẫn là gỗ gió bầu và các anh tàu khựa uống ba la chọn nó thành trầm trầm thì là một thứ nhựa của cây gió bầu khi cây bị thương tích thì sứt sẹo nhựa cây gió sẽ tiết ra chỗ sẹo đó như một cách tự chữa vết thương nôm na như kiểu con trai tạo ngọc Tôi thì chưa từng đi tìm trầm, đi buôn trầm hay trồng cây gió bầu Tôi chỉ lang thang trong rừng và từng nhiều lần gặp phải những cây gió rất to dáng vẻ kỳ quái thì 100% là có trầm Gió bầu thì là cây sinh ra trầm hương chứ không phải là cây trầm hương Và không phải cây nào cũng có trầm dù có khi nó có cả trăm năm tuổi Trầm hương đã là một thứ kỳ lạ Thì kỳ nam còn lạ lùng hơn nữa Kỳ Nam là thứ cao cấp hơn trầm hàng trăm lần về độ quý hiếm, khó tìm của nó Kỳ Nam không có nhiều và cũng không còn nhiều trong dân gian Trừ trên Shopee là còn rất nhiều Phu trầm đi tìm trầm tự nhiên trong rừng già Đã là một sự khó khăn may rủi Vì tìm được cây gió nhưng chưa chắc đã có trầm Những cây có trầm thường trong sâu hút đại ngàn Những nơi hoang vu thâm sơn củng cốc, Đầy rẫy nguy hiểm tai ương Chết chóc rình rập xung quanh Phu trầm thì là những người cực kỳ duy tâm và họ tin tưởng vào tâm linh Với những lời nguyền, lời hứa, nghi thức, kiêng kỵ Sống để bụng, chết đem theo Khi làm cái công việc này Và ngay cả khi đã giải nghệ Cũng không dễ gì họ tiết lộ cho người ngoài Với những gì mà Phu Trầm thấy Khi đi tìm Trầm trong rừng sâu Thì không tín cũng phải tin Trầm Hương là một thứ duyên Cùng là một khoảng rừng đó Nhưng bao người qua không gặp Mà có người vô tình lại thấy có cây gió khi hạ xuống lấy được rất nhiều trầm nhưng kỳ nam thì tuyệt nhiên không có khác với trầm trầm thì ở trên thân cây nhưng kỳ nam thì nằm ở phía dưới gốc hoặc rễ và kỳ nam cũng không phải là ai cũng có thể lấy được dù đang ngồi trên nó tôi từng nghe khá nhiều chuyện của các phu trầm những phu trầm thì không nói tục chỉ bậy không nói dối nói dóc và rất kiệm lời luôn giữ chữ tín họ kể rằng có cánh thợ tìm được cây gió hạ cây lấy được cả chục ký trầm họ dừng lều ở lại tới chục ngày đào hết cả gốc rễ cây đó hàng trăm năm tuổi lên tới khi nào không còn một chiếc rễ nào còn sót lại nhưng tuyệt nhiên không thấy kỳ nam phu trầm lão luyện nhìn cây biết có trầm và nhìn trầm biết có kỳ nhưng vẫn không thể lấy được cũng hố trầm đó và ngày sau cánh thợ khác đi ngang qua ghé vào xem cái hố tiền tỷ một chút chỉ đứng nhìn tiếc rẻ thò tay bới đất xem sao thì lại thấy kỳ Hoặc khi đào gốc cây Đất đá cảnh mục Được truyền tay nhau kỹ lưỡng Và toàn có mắt thợ Nhưng không hiểu sao vài ngày sau Lại có người khác nhặt được cả tàng kỳ Ở cái chỗ đất được đổ ra Kiến thức về kỳ nam Thì mọi người hẳn ai cũng biết Nó được phân thành 4 thang bậc rõ ràng Và giá trị cũng chênh nhau Từ vài chục cho tới vài trăm lần Trầm thì nổi trên nước Còn kỳ nam thì chìm Đốt lên khói bay lên cũng khác nhau khói kỳ xanh lét bay thẳng đứng khói trầm đục hơn bay tỏa xung quanh trầm và kỳ cùng sinh ra trên một cây gió nhưng nó lại hoàn toàn khác nhau về nhiều mặt kể cả đặc tính lý hóa tôi thì nghĩ nó giống như kiểu con người sinh ra trên cây đời nhưng người sống là trầm khác với người chết là kỳ có một thứ duyên khá lạ lùng và tương đồng người sống không phải dễ gặp và người chết không phải ai cũng thấy trầm bây giờ thì được anh tàu khựa uống ba la nhiều và kỳ thì các anh ấy cũng hóa phép luôn Nhựa thông xa và sáp ong Thêm nhiên liệu hóa học Cùng với một vài công đoạn biến hóa Làm dầu nữa Vậy là các anh ấy có một vũ khí hột nhân Thêm công đoạn tiếp thị mị dân Vậy là thu được một mớ xiền Người ta vẫn quan niệm Trầm hương ngà voi răng hổ Là những thứ thuộc dạng phong thủy Xua đuổi tòa ma Nhưng theo anh Heng Thì trầm không có tác dụng trừ tà Mà là kỳ Kỳ mới có tác dụng đó anh Heng thì là người luyện bùa từ năm 17 tuổi Tới nay đã gần 40 năm Anh vẫn sông trầm mỗi khi luyện bùa Tôi đã suy nghĩ nhiều khi viết ra những điều này Tôi đã xin phép cả anh Heng và anh Vát là những thầy bùa Tôi có xin đổi tên các anh vì lý do tế nhị Và các anh cũng đồng ý cho tôi viết Nhưng chỉ sợ một điều Đó là mọi người sẽ cho rằng nhảm nhí và tào lao Với tôi thì không sao cả Chỉ là câu chuyện cho bà con đọc cho vui Còn tin hay không thì tôi không xúi dục Và bắt mọi người tin Tôi thì không phải là thầy bùa Cũng không dùng những thứ đó Chỉ nghe từ chính miệng các anh nói lại Và mắt nhìn thấy không dám nói hơn Và xin lược bớt những chi tiết Mà tai chỉ nghe về tính hoang đường mơ hồ của nó Anh Heng có đưa tôi vào một căn phòng như căn phòng thờ Được ốp gỗ xung quanh Toàn gỗ cụ và môn Một màu đen từ trần tới tường Có một kệ thờ to được làm từ một gốc sảng cổ thụ Có nhiều bình gốm đựng những thứ gì đó mà tôi không thể nhìn kỹ nhưng rõ nhất là những tờ giấy như những lá bùa và những búi tóc rất dài xóa cả ra ngoài bình Có tới 5 hộp gỗ đen như những chiếc quan tài của người Hoa đóng nắp Anh khoác áo choàng, đội mũ thông thiên, đốt một cây nhang to và mở nắp những cái hộp gỗ đó Rồi ngồi xếp bằng, mắt lim dim, miệng quát một tràng những câu gì đó tựa như lời khấn hay tế Nhìn khung cảnh và diện mạo của anh với bộ đồ thì tôi thấy ớn lạnh ngồi nói chuyện tới 5 giờ anh đứng dậy đốt trầm để gọi binh theo như lời anh nói có muốn đi mà nhớ trầm cũng không đi được thế rồi anh lại khoác cái áo đội mũ ngồi xếp bằng miệng đọc lẩm nhẩm cuối câu hét to lên mấy tiếng rồi vung tay lắc chiếc chuông nhỏ bằng đồng âm thanh nghe rất chói tai rồi đóng nắp những chiếc hòm trong khoảng thời gian vài chục giây tôi thấy rõ cảm giác của gió lùa và âm thanh của những chiếc chuông gió khẽ lèng kèng có những tiếng gì đấy như tiếng nói thì thầm thanh âm của đàn bà con gái và một mùi tanh tanh hăng hắc liên tục thoảng qua mũi ngọn lửa từ chiếc đèn mỡ bập bùng liên tục và cảm giác nhột nhột như có tóc ai đấy lòa xòa qua mặt mình tôi chưa bao giờ dám hỏi các anh luyện bùa gì mà tự các anh nói cho tôi và chia sẻ một chút cho cái sự tò mò của tôi như anh vát lúc mới làm việc cùng anh mấy ngày đầu tôi vẫn kín đáo quan sát có vẻ như anh biết điều đó sau này anh em tâm sự thì đúng là anh biết thật Anh vẫn bình thản làm những việc thuộc tín ngưỡng của mình Lúc ăn cơm Anh thường để chén cơm hoặc nắm cơm đó Lầm rầm khấn vái Sau đó đứng lên vãi chút cơm ra xung quanh Chừng 5-10 mét Nhiều lần khi chuẩn bị làm một việc gì quan trọng Anh vát nhắm mắt Hoặc mắt trợn trắng vào ban đêm Rồi tay chỉ như vô thức về hướng sẽ xuất hành Tôi vẫn thường xua anh em khác im lặng chờ anh Và nghe theo sự tư vấn của anh Nhiều lần thoát chết trong gang tấc và tôi từng cúi đầu cảm ơn anh Vát rất nhiều lần Khi bắt và hỏi cung tổ binh Anh Vát cũng chỉ nói câu Đừng nghe thằng này là tôi biết sau đó phải làm gì Có những lần mà sau này tôi hỏi Anh Vát thừa nhận Đấy là binh của anh Đó là một lần anh nằm ngủ cùng với bọn tôi Giữa một luồng tre rậm rạp Gần sáng tôi bỏ dậy soi đèn Thì chính mắt tôi thấy Gần như tất cả những lá tre rơi quanh anh Vát Như dựng đứng cả lên Như những con vắt ngóc lên vậy Tôi lúc đấy suýt hét lên vì tưởng đấy là những con sâu lông Con vật mà cuộc đời tôi kỵ nhất, sợ nhất Thế rồi những khi có hai anh em nằm võng với nhau Tôi vẫn nhớ là cảm giác võng đung đưa trao đảo Như có ai đụng vào Rồi lá cỏ cây xung quanh Lào xào liên tục ở lúc gần sáng Nhiều lúc tôi tưởng là mưa hay là sương Nhưng ngồi dậy thì không phải Một lần khi bắt được hai thằng lính ốm nhom gầy nhạc Như hai con ma đói ở một khe suối cạn anh vát thì kinh hãi không dám lại gần Ban đầu tưởng là chúng hôi thối nên anh ngại Nhưng không phải Khi mới nhìn hai thằng đó Tôi cũng có chút gai người Vì thấy ruồi xung quanh cứ ù ù cả đàn Nghe các anh trước kể lại Bọn này đã ăn thịt người Là ruồi theo rất nhiều Không hiểu sao lại vậy Từ lúc hỏi cùng Và thấy chiếc nồi đựng đồ ăn của chúng Tôi gai người thực sự Chúng có bốn thằng Một thằng chết vì đói khát dọc đường Còn ba thằng lết tới đây Một thằng chết nữa Quá đói nên hai thằng còn lại đã xé xác thằng chết ra nấu ăn với nhau Đáng ra cho mỗi thằng một viên để giải thoát cho chúng Nhưng tôi không nỡ làm Cho chúng ít nước, chỉ đường cho chúng rồi quay đi Đến buổi đêm mới hỏi anh Vát Là tụi nó thôi quá, anh không dám lại gần à Anh bảo là không, chúng ăn thịt người đó Chúng tôi lúc đấy ngơ ngác vì không biết bằng cách nào mà anh Vát lại biết được điều đó Trước khi hai thằng kia còn chưa khai Một lần Lúc mới vào An Long Viêng Tôi gặp một tử sĩ của công an xung phong Đang trên đường rút ra Thì vướng mìn hy sinh Xác anh bị thú rừng ăn quá nửa Chỉ còn lại phía trên ngực Bộ quần áo rách nát Tôi đã lấy chiếc quan tài của mình Đựng xác anh vào rồi đem chôn Trong ba lô lính Có một cái túi ni lông dày Dài tầm 2 mét Mới đầu không hiểu nó để làm gì Sau mới biết Đấy là túi đựng xác khi nằm xuống Chúng tôi vẫn vác những chiếc quan tài của chúng mình trên lưng lấy bước khắp nơi như vậy anh vát nhìn thấy lần đầu tiên tôi thấy anh vỗ vỗ vào lưng tôi và ôm tôi lắc lắc như chúc điều gì đó sau này hỏi anh nói số cậu thoát búa bao lần không phải là vì số bó chiếu có mỗi cái quan tài thì cho người khác rồi thì làm sao mà chết được tôi nghĩ lan man cũng lạ là sao mình không chết trước bao phen ngàn cân treo sợi tóc kể cả khi anh em nắm hết chỉ còn mình tôi mò mẫm gần 2 tháng một mình trong rừng già Trong tuyệt vọng Chờ đợi anh em khác bổ sung lại Những thầy bùa có khả năng thật sự kỳ lạ Họ có thể đoán biết được trước hung kiếp Rủi may Họ biết ai là bạn ai là thù Và họ còn có khả năng khác người Tôi thấy nhiều Nhưng xin chỉ kể một chuyện nhỏ thế này Một lần Chúng tôi ở tạm cho một ngôi chùa Hay biển làng gì đó Ở ngã ba Popua Sát tới biên giới Cam Thái phía cuối đang rách hướng biển Ở đó có một đám cưới nhạc đi đùng tò te um sùm Bọn tôi ngồi nghền cổ nhòm rồi chép miệng ước là giá được ăn đám cưới Anh Vát là bảo vào ăn á à? hay ăn đồ thôi Ăn đồ thôi chứ anh chứ vào đó biết tiếng người ta đâu mà nói chuyện Thèm đồ ăn thôi Anh bảo thèm đồ ăn thì đơn giản tối ăn Tới chập tối anh bấm tôi hai anh em mò mẫm vào gần đám cưới Nói thật là ban đầu tôi nghĩ anh em tôi vào thi triển nghiệp vụ đặc công để chỉ ở đồ ăn thôi. Ai rè, gần tới đám, anh Phát chỉ tôi ngồi yên ở đống cây gỗ rồi đợi anh. Tôi tò mò, trèo lên cái đống gỗ, nghiền cổ nhìn. Thế anh đi tỉnh bơ vào cái đám cưới. Lúc sau bê ra lụ khủ, cổ còn đeo chiếc gầu múc nước. Tôi vội chạy ra đỡ, rồi hai anh em bê đồ vào. Chả bao giờ được ăn đồ đám cưới Thái Lan, nên bọn tôi mừng húm Bu vào Ăn tôm lăn bột Thịt gà quay Cá thì từng khúc to Nước canh gì hổ lột Mà cay chết trà Tôi không ăn được ớt Nên không ăn canh Ngồi thắc mắc với nhau Sao tụi nó ăn cá sống cả khúc thế nhỉ Sau mới biết đó là lẩu Cá chưa thả lẩu còn sống Để ở trên đĩa Thì anh Vát Đã bưng cả mâm đi rồi còn đâu Mà lạ nhất là cả đám cưới rất đông người Đang nhảy nhót có cả chó Mà sao anh đi vào tỉnh bơ Bê đổ ra không phải bằng nghiệp vụ mà đi thẳng cổng kết hoa mới lạ hỏi anh thì anh chỉ cười nháy mắt không nói gì nói chung là có nhiều sự việc kỳ lạ hơn tôi từng nhìn thấy bằng mắt nhưng không dám kể ra sợ mọi người nói tôi nói dóc kiến thức thì vụn vặt hiểu biết thì hạn hẹp nên tôi chỉ có thể kể lại mọi chuyện mà không biết giải thích đó là sự gì hiện tượng gì tôi cũng xin kể thêm một câu chuyện nhỏ như thế này chuyện này thì cũng khá lạ lùng khó tin và khó lý giải Chuyện này thì tôi và bốn anh em nữa đều còn sống Và hai anh có mặt trong trang tôi cũng cùng chứng kiến Đó là khi chúng tôi ở Surin, Thái Lan Nơi này giáp biên giới với Campuchia Phía bên kia dãy Đang Rách là tỉnh Oda Miên Chay của Campuchia Lúc tình hình chiến sự căng thẳng thì người Thái đã sơ tán dân dọc biên giới vào sâu trong nội địa để lại một vành đai trắng chỉ có các đơn vị quân sự và lũ tàn quân Pol Pot rút chạy sang đó lập căn cứ hậu phương. Nơi đó thì là gần ngã ba Cáp Trang Đi thẳng theo đường 14 lên Prasat, Rẽ trái theo đường 83 Đi sang Kha qua Punang, Pison Nơi này trái ngược về phía nam bên kia núi Đang rách là Campuchia Toàn dựng dập núi đá vực sâu Cùng đói khát sốt rét kinh hồn Bên Thái mọi thứ gần như trái ngược lại Địa hình thoai thoải, núi thấp Đất đai trù phú và khí hậu địa lý lẫn thực vật Cũng khác xa bên kia dù cùng dưới chân một dãy núi chạy dài từ Lào xuống phía biển Nơi này hạ tầng người ta bỏ không Cho thấy đó là nơi từng rất trù phú Nhà cửa san sát và khá đẹp Mọi thứ còn y nguyên Người dân chỉ đi sơ tán phòng chiến tranh Bom đạn thì chưa từng rơi xuống ở cái nơi này Ở đó chúng tôi có làm thuê cho một công ty tư nhân Công việc là chỉ chở gỗ cao su, mũ cao su và trái cây Từ khu vực Cáp treng ra phía ga số 5 prason Tiếng đường sắt này có nhánh thông ra ga Pompet Campuchia Chúng tôi ở gần một cái ga xếp nhỏ cầu bơ cầu bất hoang vắng trên con đường sắt dài bất tận Xuyên qua những cánh rừng hoang vắng lừa thừa Phía bên kia đường tàu có một khu phố xá khá đông nhà nhưng không còn dân ở Thỉnh thoảng rảnh rỗi sinh nông nổi Chúng tôi mò qua đó đột vòm vào nhà chệm trệ ngả ngớn trên ghế salon Bật tivi xem tào lao thiên địa Mỗi khi tàu sắp qua thì người ta lại đóng điện Còn khi tàu đi qua thì nơi đó lại chìm trong đêm tối âm u Đường xá ở bên Thái Lan thì rất đẹp, bằng phẳng và khá hiện đại Dù nơi đó chỉ là tỉnh nhỏ, huyện nhỏ của họ Ngày thì lái máy kéo, cái loại máy kéo Kubota Để chờ hàng hóa từ rừng ra phía ngoài con lộ 83 Dù xe ô tô của bọn họ toàn tay lái bên phải, rất khó lái Ba lần tập lái chúng tôi toàn lao xuống ruộng nên cũng ngán Máy cày thì ngồi ở giữa lái như xe lam nên dễ xử hơn Do cái lúc đó tụi tàn quân Pol Pot và Para còn rất nhiều ở quanh khu vực đó Nhưng được cái là chúng không bắn người dân Thái Do chúng đang trú ngụ nhờ bên đất Thái mà Nên chúng tôi thường tranh thủ đi đêm Tuy không lo lắm Nhưng vẫn phải đề phòng hàng hóa ngụy trang cẩn thận luôn sẵn sàng Một lần kéo hàng từ Pu Nang ra Ba xe sầu riêng Anh em bụng no căng sầu riêng ngồi vắt vẻo trên thành xe Lúc đó là tôi cầm lái tôi cần cái đoạn cua lên cây cầu sắt chỗ cây xăng đột nhiên tôi thấy có bóng của một người con gái đi từ ngoài đường rẽ vào ngôi nhà có cái cổng sắt sơn trắng rất đẹp tất cả mấy anh em đều thấy không ai bảo ai cùng ngoái cổ lại nhìn ở rừng suốt thấy gái là mắt hấp hấy tôi mới đầu không nghĩ gì nhưng sau đó thoảng có chút lan tăn tại sao lại có một cô gái ở cái nơi này vào cái giờ đấy lúc đó là tầm 3-4 giờ sáng chứ có phải là ban ngày đâu họ cấm dân vào lại đây Thấy lạ thôi nhưng cũng vội nên tạm bỏ qua Đêm sau tôi không chạy mà ở nhà Khi về thằng Đông cùng với anh bạn người Thái tên là Phong Vi Đi hai xe về lại thông báo là vẫn nhìn thấy cô đấy Đi từ cầu sang vào cái căn nhà đó Tôi lúc đấy đã thấy có cái gì đấy hơi lạ Đêm hôm sau nữa Trời mưa nên chúng tôi không đi Mà nghỉ ở nhà do đường trơn Tôi cùng với Thịnh và anh Luân Với anh Tiến Chia ba mũi mò ra xem sao Xác định đúng căn nhà Mấy anh em căng mắt trong đêm mà chẳng thấy gì cả Tới 5 giờ Tàu chuẩn bị qua Hai cái đèn đường bắt đầu sáng lên Chúng tôi rút quân Thì khi đi ngang qua cánh cổng sắt ngôi nhà đó Anh Luân đi cạnh tôi Chợt bấm vào vai tôi Và đá mắt vào phía trong ngôi nhà Trời ơi Cả mấy anh em tôi cùng thấy cô gái đó Cô ta ngồi ở trên cái ghế xích đua Dưới giàn hoa đang tiêu Và đang đu đưa Cả mấy anh em dừng lại nhìn Nhưng không ai dám trèo vào nhà người ta Không ai bảo ai nhưng mọi người đều thấy thật khó hiểu Tại sao lại có một cô gái ở nơi này Trong cái thời điểm đó Qua hôm sau Thằng Thịnh thì thào rủ tôi Lúc đó tầm 10 giờ sáng Em với anh qua đó đi Mang máy tới đỗ ở cổng Vờ hỏng máy rồi trèo vào Nghe bùi tai tôi gật đầu Hai thằng lái chiếc máy kéo tới cổng ngôi nhà Vờ hỏng máy đứng lại sửa nhòm ngó xem bên trong thế nào Nhưng thật kỳ lạ Cửa đóng, mọi thứ im lìm Bảo Thịnh là đứng ngoài Tôi leo qua cổng mọc vào trong Miệng gào ông ổng xem có ai không Nhưng không hề có ai cả Khoảng sân phía trước, cỏ đã lá đác mọc Và lá hoa đãng tiêu Dụng một lớp khá dày Tôi vờ làng sàng lượn qua lượn lại Dưới cái sàn cây Lén tới gần cái xích đu Nghiêng mặt nhìn lên cái ghế Có một lớp bụi khá dày Chứng tỏ lâu không có ai ngồi lên vậy cô gái đêm qua ngồi đây là gì nhỉ nghiêng ngó mọi thứ xung quanh tôi đảm bảo rằng căn nhà rất đẹp đó đã lâu không có người ở mọi thứ đều phủ một lớp bụi đến đêm rủ thêm anh luôn tôi với thịnh cùng với anh linh kéo ra chỗ ngôi nhà đó anh linh ngồi ngoài sân canh chừng tôi với thịnh quyết định leo lên tầng nhỏ vào trong bên trong tối hù mọi thứ vẫn nguyên vẹn phòng khách rất đẹp tranh ảnh treo đầy tường sau khi mở được khóa tầng hai, Hai anh em tôi lần mò vào trong căn nhà Hoàn toàn im lặng Kiểm tra bếp và bàn nước Thì không có dấu hiệu người ở đấy Tới khi lên tới lầu 3 nho nhỏ phía trên Hai thằng sững người Phía trên ban thờ có một tấm hình Có hai cô gái chừng 16-17 tuổi Mặc váy hoa xanh nhạt Đang khoác vai nhau Sau khi chắp tay cúi đầu xin lỗi họ Chúng tôi trở xuống Lần mò leo ra ngoài Sau khi khóa căn nhà cẩn thận Có một việc rất lạ xảy ra khi chúng tôi leo qua hàng rào ra ngoài cây đàn piano ở phòng khách khi nãy tôi đã kiểm tra rất kỹ và đang đóng nắp bỗng vang lên hàng loạt âm thanh nghe rõ một một ngay lập tức tôi cùng thịnh nhảy ngược trở lại sân và lao như bay vào nhà bật đèn xoay qua cửa kính cây đàn vẫn y nguyên nắp đậy không có ai trong nhà cả thịnh thì đứng yên chăm chú nhìn phía căn phòng nó chỉ cho tôi cái tấm rèm cửa dường như vẫn còn lay động nhẹ nhẹ Nhưng trong nhà lúc đấy không có gió Nhìn một lúc Hai thằng tắt đèn quay ra Khi đi ra tôi khẽ kiền đáo liếc cái xích đù Vì nó khẽ đu đưa nhẹ nhẹ Có thể là do gió thổi Sau này mỗi khi nhắc tới cái chuyện này Mấy anh em vẫn thắc mắc với nhau Không hiểu cô gái chúng tôi từng nhìn thấy Là người hay thứ gì khác Cũng có thể là chúng tôi nhìn lầm Hay nghe lầm những âm thanh đó thôi Ở rừng thì toàn thấy khỉ nên ra phố thấy các em gái thì hoa mắt là đương nhiên thôi, phải không mọi người? Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC. Ngoài ra mình cũng chia sẻ thêm là chú người kể chuyện còn khá nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí khác mà mình sẽ tiếp tục kể trong những phần tiếp theo. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series nhân chứng sống